Service Entertainment Channel จักรบ้าHôm nay con có chiếc xe đạp mới đúng không? Đúng rồi. Đâu được mình cho coi. Wow, cho các bạn coi với. Trời ơi, chiếc xe đạp đẹp quá vậy. Hiểu gì vậy? Fred. Oh wow. Ôi, xe đạp đẹp quá, đẹp quá mà. Chút nữa mình sẽ coi thì có xe đạp này nó có gì thú vị nha. Chloe, đạp cho các bạn coi đi con. No, I'm stuck. Stuck rồi hả? Rồi sao? Đây mẹ giúp nha. Chloe ơi, mà
mình sẽ thắng bằng cách là giống để chút nữa thôi cho mấy bạn coi nha. Khi mà mình muốn thắng á thì mình sẽ đạp ngược lại. À trời đang mưa quá trời luôn nè các bạn, quá trời đang mưa luôn. Bữa nay quay cái video này mà trời mưa quá trời luôn. Hồi nãy là cái chơi chiếc xe đạp xong rồi, bây giờ còn có cái đồ chơi này nữa đó hả? Cái này là gì vậy? Cái ba lô hay là cái gì ta? Ba lô shoot gun. Shoot gun hả? Ba lô shoot gun hả? Đâu đâu, yeah. Đứng yên cho mẹ coi coi ngoài sao con đang đeo cái gì vậy? Wow, con cua hả? À, cái này chứa cái gì đây? Nước ở trong đây hả? Đúng rồi. À, còn hỏi cái đó để làm cái gì? Xe. Bắn nó đó, đó hả? À, bắn nước nó ra hả? Wow. Cái này được gọi là, này là được gọi là gì đây mấy bạn? À đây đây, cái bao cái này là 89.000. Đồ chơi ba lô phun nước ngoài trời. Đó, Chloe đang chơi đó mấy bạn. Chloe ơi, mình qua bển mình bắn cái cây đi Chloe. Đó, đang bắn ngoài trời kìa đó. Đã chưa? Chloe ơi, qua bắn cái cây Chloe, đi qua bắn cái cây kìa. Đi. No, too high. No, come. There. Come on, it's a water challenge time. Water challenge, hả? Rồi. Cái, qua đây nè, Chloe. Bắn mấy cái này nè. Done, done. Mommy, wait for me. Okay. Light up. Trời ơi, người ta bật đèn lên sáng chân rồi. Đi qua bển tưới mấy bắn mấy cây đi. Ok, time for water challenge. Ở trong đó, ở trong cái ba lô của con là có nước đúng không? Ba lô đúng con cua. Đã quá, đã quá. I'm ready. Ôi, bữa nay có cái đồ chơi đã nha. Nãy là có chiếc xe đạp rồi, giờ còn có thêm cái ba lô súng bắn nước nữa nha. I can't wait to grow up. Đâu rồi, bắn rồi. Wow. Có đi vô vậy? Hả? Có đi vô trong đó được. Ờ, đi vô trong đó hả? Ừ, con muốn đi vô, con đi đi. Đi vô bắn thì tôi mấy cây đó đi. Không cần đâu. Không cần hả? Sao vậy? Cái súng nó bắn cao dữ rồi. Còn có gì bắn được nữa không?
có gì tắm được không hả? Thôi đeo cái này dễ thương quá à. Đâu đừng thấy mà firefighter running fan. Hả? Phải gì? Firefighter running fan. When you say hop. Hop together. Ờ, có cái ba lô dễ thương quá. Ủa mà hồi nãy con có đi chuẩn bị nước đầy đủ chưa vậy? Cái nước ở trong ba lô của con đó, có đủ không? Dạ. Đâu đâu đưa mẹ con coi. I almost go to the fruit plant. Huh? I'm here. Water. It's water going on my face. That's okay. What? What's in your face, huh? Water going on my face. That's okay. I'm just still watering plants. Okay, okay, this one. Let's see more plants. Oh, there's some small plants. Let me grow them. Rồi thôi bắn tiếp thì vui không? Trên thì vui không? Yes, it's really fun. Ờ, bắn nước Firefighter water plant. Firefighter water plant. Yeah. There's five more plants to go. Ờ, rồi đi tìm. Oh, there's more plants. Water challenge. Water challenge. Not that too small. Thử thách là bắn nước. Just to jump. Hop. Run around, hop. Thôi đi đâu hả? I'm going to water plants that way. Okay. Excuse me, daddy, can I water plants? Daddy can sit there. Daddy đâu có nước đâu. Ở nhà mà có nước á. I know. Thôi bây giờ. Daddy you have water, man. Okay. Thôi bây giờ cái
cái buổi review đến đây là kết thúc rồi. Bữa nào review hai món đồ chơi thôi. Con chào các bạn, đi hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Bye. Em mới quà. Ồ, Chloe nó Chloe có cái đồng hồ nè. Ồ, đẹp chưa? Quá đẹp. Tóc cũng đẹp nữa nè. Ồ, coi cái tóc nè. Đẹp chưa? Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nha. Nhớ đăng ký kênh của Chloe. Wait, I'm not gonna buy yet. Ủa, sao vậy? I'm not gonna buy yet. Stop. Ok. Stop. Did you know what time it is? What time is it? Tell me what time. I don't know what time. Maybe 6 p.m. 6 giờ tối. Rồi thôi, bye bye các bạn. Lần này là bye bye thiệt nha. Bye bye.